hấp nếp mà thấy lâu cả nhà. Bữa nay mua về ăn thử. Chiều nay em đi thị trấn cả nhà, đi thị trấn để thay cái bình xe bị hết bình. Qua nay giờ mấy hôm mới đi. Đã thấy già này cũng chưa giờ nghe đang là ngon, giờ nên là cái ăn thử em mua về cho cả nhà ăn thử. Có hổng mà biết mua này cho bà xã ăn mà. Mày chạy chở em lên đây đi rồi tí nữa nó ghé nó rước con em về, nó đi mua đồ rồi. Rồi biết rồi. Giờ đây cũng được đấy. Mua thêm miếng bà rọi nữa nha. Miếng bà rọi về ăn có này có kia chứ ăn một món nó ngán. Cái giò nướng này nó nhìn hấp dẫn quá. Tuyệt vời đấy. Rồi, cả nhà ơi, mình mới vừa về nhà đó nha. Cái món gà hấp mía này mình nghe cũng lâu lắm rồi, nhưng mà hôm nay đi ngang thì mình thấy người ta bán á, còn nóng hổi luôn, mình mua về cho cả nhà ăn thử nha cả nhà. Còn đây là thịt ba rọi nướng nè, đó, ba rọi nướng. Hôm nay mình làm cái điều khác lạ nữa, thường món này món nhậu mà nay lấy ăn cơm của nhà ơi. Người ta cho rau nè, người ta cho nước chấm nè, còn cái tô này thì đồ ăn cũ, cả nhà đừng coi nha, cả nhà đừng dòm, đừng để ý tới nó. Giờ cả nhà để ý hai món này thôi. Ai quên. Chào ông bà cô chú. Đi nói hả? Đi nói gì mà. Ok, chúc chào nữa nha. Ủa? Này là chào tập 1, chúc với chào tập 2. Hả? Wow. Rồi, ok. Ủa kêu bà cắt mấy cho ta. Hello, chào cả nhà của mình nha. Bò à. Xin chào ông bà cô chú. Mời ông bà cô chú mình nội. Thôi xíu nữa mà sao ba đi vậy? Bữa nay con mình nó mua gà cả nhà. Mua gà về, gà thì hình như hấp lá chanh hay gì vậy cả nhà. Mua gà về ăn. Nội rất là con. Đây nè, mở cái miếng này nè nha. Đúng rồi. Đúng rồi. Con phải vậy chứ. Nhưng mà nó lớn quá. Mời cả nhà nha. Ông bà nội, mời ba, mời mẹ, mời ăn với con. Lớn lớn lên. Ông tắm này. Con đi màu tắm này. Đây ông bà. Tất cả. Bóng em bóng đại đi quần anh. Cái bóng con bóng xịu xịu quá. Cái này ra gấp được. Cái này là hấp hay gì quá. Hấp mía. Hả? Thấy cũng lâu rồi mà không có cơ hội mua. Đây sẵn đi ngang đây. Đấy ta làm mua luôn đó nha. Hấp gót mía dưới rồi hấp quá. Chắc vậy. Ừ. Cái cái hấp mía này đây. Đặc sắc rồi. Được không anh? Con chưa ăn ba. Sao vậy? Đâu vậy? Em ăn đi. Mời cả nhà. Mấy cơm mẹ, cơm mẹ nhiều quá. Ít thôi. Hấp thôi á. Nổi tiếng. Nhiều. Rồi đã hấp rồi thơm. Rồi còn ăn ít thơm. Thơm, miếng thơm gì không? Thơm gì? Đó chanh. Mình thấy mà miếng bơ bớt với cơm mình đây. Phân nửa cơm thôi. Nửa cơm thôi. Mình giúp mình nội nửa cơm nữa rồi. Giúp mình nội nửa chén nè. Đó. Một nửa chén thôi. Đó. Không có nhiều đâu. Nhiều lắm, nhiều lắm. Rồi, thôi đi, thôi đi. Rồi. Đó, anh vừa ăn như cơm, anh đó là tuyệt vời đấy. Không còn gì bằng đấy. Còn này gì đây?
ba rọi nước ngay cái bánh mì vậy hả? Phải không? Không, mua chỗ ngã tư Bình Điện. Còn miếng này. Có xương lên. Này có là mình. Ở đây thấy có bao tử, cái gì dồi, dồi nước. Phải biết mà không lúc bà xã còn đây mua bà xã, xã phá mấy nấu đó. Bữa nay con mình về tới bển, con mình bệnh cả nhà. Thấy con thấy thương, đi gì cũng mệt mỏi. Cười quá không, đi ra rồi, giòn quá. Về tới nhà thì yên tâm, đi bỏ cháu nhà được. Lâu quá sợ cũng lo. Bóc lại, bóc lại đi, căng này không bóc luôn. Về cái ủa hình như về bữa đó cái bữa sau cái có một chị bạn tới chơi chắc cũng vài ba ngày cũng vui. Chị bạn cũng lâu năm lắm mới gặp đó cả nhà. Nói con cũng vui về gặp chị bạn thì ra sân bay đó. 9 năm mới gặp. 9 năm hay 5 năm? 9 năm. Mày nhớ 5 năm. À, vì chị đó nói hồi đó ba con thường hay uống bia rượu với chị. Thương chị lắm. Ủa nó đụng với ba con hoài không? Ngộn ra đó. Thương đi đó. Dai giòn hết ta. Ừ. Này nó nướng ăn rất là ngon hết nè. Không. Cho vô. Con chơi sát vô, ừ, tâm nó đổ. Ăn lớn cho ăn, tập cho nó rõ rõ. Nó còn ba đổ trước rồi. Cái này cái gì đây? Đồ chua. Ăn chung đấy hả? Ăn chung với cái này. Hả? Muốn ăn như thế nào anh? Là cái hộp thôi. Vô wow, cũng tỉnh à, nhưng cũng ăn không chịu ăn. Không quá. Ừ, nó chanh được không? Dạ. Nó chanh được không? Bò cho lá này sao? Nó mất chấm lên. Sao không cỡ chị ta? Thực tế là như Mỹ rồi. Một cái nữa đi muốn đi suối cẩm đường luôn. Ở đâu vậy? Long Thành. Suối cẩm đường hả? Con thấy chưa? Thấy chị nói quay thấy đẹp quá. Chú Nhật đi hả? Ai chú Nhật đem mai? Nhật cho ba với Nhã Quỳnh đi. Để thân giờ hết cơ hội rồi. Cũng muốn đi. Cũng đi làm thân hoa. Đâu mà chưa bơi. Đem phải lại chỗ đó bơi con. Nhiều khi chỗ chơi á. Suối. Cẩm đường hả? Suối mơ cũng đẹp nha. Suối mơ mày đi thì thấy mày đẹp hả? Suối mơ nó sao quá. Con đi suối mơ nào chưa? Nè sao nó sao? Ôi mát. Xa lắm nhưng mà nó mát rười rươi luôn. Mát, nước ở đâu mà ở trên chảy xuống hoài hoài, cái nước dơ nó tràn ra, nước ở trên trên nó xuống mà tràn ra, ngon hết sức. Không, nó đi làm cái gì đâu, cái chỗ dọn dầu tí có cái chỗ gì mà ngồi ăn hòn nước xuống cái là ngập lên quán ăn luôn. Đó thì cái gì quên mất tiền. Thôi đi đâu vậy, nó gần gần, nó định đi xa quá. Cũng tắt lên trường giờ để đi chơi. Mình chứ ít đi đâu lắm cả nhà. Mình vậy chứ mình đi nó mới tới Vũng Tàu. Vũng Tàu rồi cả nhà ơi. Đồ Vũng Tàu, có Phú Yên rồi Vũng Tàu. Phú Yên, ờ Phú Yên là đi ra chị xui chơi là vậy thôi chứ đâu có đi chơi đâu xa đâu. Yeah,
anh đi suối nó ngủ một bờ nước mắt chịu đi anh giờ cũng làm biến xe mình đó đi xe không nha giờ đi xe không cái tạc ối nhá xoay xe mổ quá được lớn nữa là nó chuẩn bị không con nó xong rồi vui xe cái trời ơi cái xe nhà mình muốn nó cứ béo béo như thế béo béo không con ăn được đâu dừa ngon không dừa thì mấy người có răng ăn dừa nó mắc từ dừa chứ nó cũng không mà anh tính là ăn gà này ngon không gà uống muối cậu muối nó dai hơn này nha này nó mềm hơn chút ăn ok ha mà thơm mà còn nhờ cắt cái lá chanh thơm á ăn một tự nó cái này con mua ở đâu ạ à? Chỗ hả à, con mua cái bình xe không có hết nhiêu ba ok cái bình xe xài mấy năm thì nhà thấy cũng có sao hai cho rồi mang đi thay nắp xe nhìn thấy út anh không tay vô làm xà bằng chứ mày nhán đồ ăn xà bằng quá để này nó mua cái dừa đổ vô nhà có hai người ăn hai người ăn mà mình ăn cũng ít nữa rồi ai cũng ít hết thì giờ phải mua đồ ăn vậy ăn hết cứ hăm hăm hoài với mình thấy mình ngán ăn có chút chứ đâu có nhiều đâu em món đó rồi gì vậy tưởng rồi tưởng mày múc vô tô con chứ đỡ rồi rồi hả bây giờ ăn ngon hồi trưa hồi trưa mình cũng có đọc mấy cái bình luận con mình đi về bển á cả nhà có một người nói đàn bà gì dở quá có cái nắp mà đậy cũng không được mà mình nói cả nhà nghe đúng là cái nắp đó là nắp nó lờn rồi cả nhà cái hộp là hộp của mình nhưng mà đồ mũ á xài nó đâu có tốt đâu ít xài lắm cũng cất không à nhưng mà sao bây giờ cái nắp nó lại mình đóng lại nó không dính nó lờn rồi nhưng mà hôm hổm á mình gắp đồ ăn cho con mình á mình nhờ mình lấy băng keo mình quấn lại chứ nếu mà hôm mà gài là không gài được cái hộp đó không có gài được cả nhà mình cũng nói cho cả nhà nghe để hiểu biết mình thấy con mình nó cứ gài con mình đâu biết đâu kho thì mình sáng này mình cũng chuẩn bị con mình cũng chuẩn bị trong phòng còn mình ra đây thì mình cũng gắp là mình để sẵn có lớp đàng hoàng rồi mình cũng cái nước thì mình để riêng trong bọc mình cũng sợ mình để vô trong thùng rồi nhiều khi đi xa người ta để nặng tay á nhiều khi nó lộn xộn cổng mà nó nát cá rồi mình sắp đàng hoàng cái mình nước mình vô bọc cái mình lấy một cái nắp nhỏ nữa mình dằn lên rồi mình để mấy bọc nước kho trên mặt cái nữa rồi mình lấy đồ mình dịch lại cái nữa cho nó kín để cho nó đừng có nát cá cả nhà chứ thật sự cái nắp đó là nó không có ăn gài hoài nó không có dính mình cũng thấy Ly đâu có biết đâu mình thấy con mình nó cứ gài hoài gài đầu này xong rồi gài trở về đầu kia gài cũng không được mà cái nắp đó nó hư mình cũng nói cho cả nghe nói cho một người đó nghe chứ để cái gì thì không hiểu rồi không biết vậy thôi chứ không có gì rồi cả nhà đi ăn xong rồi cả nhà ơi rồi xong bữa chiều cả nhà ơi mình cảm ơn cả nhà tương lai là đồ cũ còn nữa nè đồ cũ còn nhiều lắm mà ăn hoài cũng ngán
Mai mình cứ cho vô cái nồi là xà bông. Cảm ơn cả nhà nhiều nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà nhiều, chúc cả nhà sức khỏe bình an. Con chào ông bà cô chú. Ông bà cô chú nhớ hộ con ra con mẹ con nhà một cái trước. Như là ông bà cô chú nhớ hộ đầu đầu con mẹ con nhà cái trước. Không, tạm biệt cả nhà. Nhà vừa kéo mà có. Thôi, lên lái lên chứ.